Nhịn mãi nuôi bao lâu không được, không được cắt cái này. Tiếc là tự tay mình không được cắt cái này. Hôm trước bị cắt rồi đấy, nhưng mà nó lại mưa. Với lại mình thích nó đến cuối năm mình cắt phát cho nó đẫy. Rồi, xem lại nó tí thôi. Rồi thì chắc chắn nó sẽ về với ai đó rồi. Mình cũng tạo dựng nó cũng tương đối rồi. Giờ thì chỉ có nuôi thêm là nó thành công rồi. Những cái giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi. Thần tài đây rồi. Chào thần tài nhá. Ôi vặt hết lá rồi. Ô chỗ này hôm nay nó lại mát thế nhỉ? Nắng nó xoay chiều rồi. Bạn này đẹp hơn này. Mút con đấy dễ bê đấy. Ui, này, nhìn nuôi xanh nở bê rồi, bạn nhìn ghét nhỉ, nhìn cắt cái kia thì chịu sao được nhỉ? Đây nuôi xanh nở bê rồi. À. Hôm trước về thấy để lại cho mỗi cái ngọn. Nhìn nhìn ghét nhỉ. Nó chua tầm này á, nó chùm đấy này. Làm thế kia cái chưa. Nghe nhớ này, nghe nhớ này, cho xin giá con kia cái 120. Đấy, đấy, hàng như vậy nó khắc bọt hẳn mà. Sáng quắc. Thôi lại phải ra xem. Đúng rồi. Ô, ông Nhạn ơi, mua con này đi. Quý vị đã ở mới đây gần vườn nhà mình ra, bây giờ ra đây nhìn nó ấy thế nhỉ. Cái ngọn này mình chưa dám thịt, bây giờ chưa được thịt, hôm trước định thịt rồi đấy, nhưng mà thôi thì tiếc nuối thì biết làm gì nữa. Dế mình vắt quá là hay luôn, được cả hai mặt. Liệu mình có sai lầm chăng? Anh em, 1-2 ngày trước nó còn ở nhà mình đây. Đó quý vị, hôm nay nó là hoa hậu chợ rồi. Nhịn mãi nuôi bao lâu không được, không được cắt cái này. Tiếc là tự tay mình không được cắt cái này. Hôm trước bị cắt rồi đấy, nhưng mà nó lại mưa. Với lại mình thích nó đến cuối năm mình cắt phát cho nó đẫy. Rồi xem lại nó tí thôi. Rồi thì chắc chắn nó sẽ về với ai đó rồi. Mình cũng tạo dựng nó cũng tương đối rồi. Giờ thì chỉ có nuôi thêm là nó thành công rồi. Những cái giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi. Tôi nhớ ngày trước là cái ngọn nó ở đây này. Ngọn rất to đấy. Nó loằng ngoằng lên từ trên này. Loằng ngoằng lên từ trên này. Mình tháo ngọn này. Lúc đấy cái cành này nó cũng bằng cái này thôi. Lúc đấy cái cành này nó chỉ bằng cái này thôi. Cắt phát đây. Đẩy lên đây, đây có một phát nữa này. Chỗ này cũng cắt một phát nữa này. Đẩy lên đây. Đẩy lên đây. Đấy, bây giờ là quá hài hòa ở đây, tay chạy ở đây rồi. Tự nhiên có cái rễ nó bắt vào đây. Ăn vào đây luôn rồi này. Vẫn còn đống phân dê mới giải ở đây này. Cứ đi mà tìm kiếm ở đâu nhỉ, trong khi nhà mình toàn đồ đẹp. Quý vị ạ, thôi hôm trước tao chưa kịp chia tay mày, hôm nay chia tay nhá. Tạm biệt. Cả hai mặt đều đẹp. Mặt này thì nu. Đấy, chân móng mình cũng làm nó kỹ rồi. Đây, có cái đoạn xòe ở đây. Trước nó thiếu ở đây này. Đấy, làm nó gập ra đây.
Đấy, quý vị. Tiếc nhất là cái này ngày xưa mình không được đục. Tuyệt vời. Thôi, tạm biệt nhé. Hàng 30 đây. Đó, mời quý vị. Cứ ở nhà mình thì mình cũng luôn rất là tôn trọng nó. Đó. Rồi. Đây, hôm nay con này cho vào cối đây. Chậu kiểu như chậu cối ấy, chậu tròn. Một nồi đá này, con này chắc nó nặng lắm này. Nặng. Đó, những cái gì mà khi mà nó ở với mình thì nhưng cái này khả năng chậu này nặng lắm nha. Con của mình ra đây thì nó làm lu mờ hết cái đống này rồi. Hôm vừa rồi mình chỉnh sửa một lượt phê quá. Con đấy thì chắc chắn là sẽ mất sớm rồi. Giá nào thôi, chắc chắn là cái đấy sẽ không rẻ rồi. Mình không có điều kiện trước mình muốn đổi lại cái tùng để chơi. Thực sự mình biết là mình thiệt một tí nhưng mà thôi, mình được cái mới và khi mà nó đã tuột khỏi tay mình rồi, ví dụ thì nó lại có những cảm xúc khác. Nếu tiếc nuối kiểu như chia tay người yêu ấy, quý vị, lúc nào nó cũng phải cay đắng một tí chứ. Cái xì này thì hơi bị khó nhìn vì nó đang rất là nhiều lá. Xanh Ngâm Điền quý vị, xanh Ngâm Điền đúng cái dáng mà mình rất là thích, tâm huyết nuôi cái tay này chuẩn ý và nó mọc được hai cái nhánh này mình rất ưng này. Okay. Cặp nguyệt quế. Đang có khách thích cây nguyệt quế. Người Thắng ơi, ăn con này đi. Không thấy phát triển à? Thế còn gì nữa? Sửa mãi phát triển thì béo có mà chết à? Cái ngọn ngày xưa là bỏ đi hoàn toàn đấy. Để trong gốc cây vải ở quê. Ngày trước cái ngọn mẹ nó lên tầm này nó cũng phải cắt đi khoảng 40 phân. Đấy. Đấy, có vẻ là cặp này lại bay đây. Già đấy nhỉ, nhìn lạ cây đấy. Nhìn lạ cây. Cái loại này phải mua cả đôi nó mới đẹp. Bởi vì nó hợp với nhau. Trong cái đây đấy, mày còn lấy không hay mày bán. Sùng à.
địa chủ ra chợ cái bần nông tắt điện hết. Sang anh nhập vào xem nào. Nhập đây cái đồ mới này, hôm nay nhìn cũng khô đấy nhỉ. Yeah. Đây cảnh thì hơi nhỏ thế nhưng mà cái cốt được cái là cũng chữa lành những cái đau thương rồi, chữa lành những đau thương rồi. Không ăn à? Lại đi à? Bao nhiêu anh? 100 à? Ai ra? Khét lẹt lẹt nhỉ? 100. Đằng sau nó chả biết thế nào nhưng mà chắc nó cũng tương đối. Thôi mình chả trèo lên được. 100 quý vị. Này là bao tiền? 12 củ. Bao nhiêu nhỉ? 12. Còn cái đôi nguyệt quế này là bao nhiêu nhỉ? 25 triệu một đôi ấy. Có bán lẻ không? Có bán lẻ. Ông hôm nay kết lắm rồi mà. Đang đi chợ lấy. Ừ, nhìn cái kiểu gì lấy. Thấy mấy phiên gần đây gần hôm nào cũng mua. Thay chậu thì ông mua, nếu mà thay chậu là không mua được. Đây đấy, nha. Thay vào cái chậu chữ nhật là không mua được gì cả. Đang ship chậu về chưa? Tí nữa anh em xem sự thay đổi nhé. Ok. Đây, kết thúc video gian hàng Nghệ Cường đây. Thành công nhất là phế bằng ngọn này. Để đẩy ở đây. Nó bỏ hay sao mà cắt đi? Cái đấy á, cái đấy không có. Có chứ. Không có. Người hình như ông nào cắt ấy. Cái này em không cắt. Hình như em không phải em cắt cái này. Có một tay đây, một tay đây nữa mà. Đây là cái ngọn này. Ngọn cũ đây này. Tay đây, nữa. Đây có một tí bằng này thôi, bằng này. Ừ. Còn đây cái ngọn trước này là ngoài nó đây này, nó lên tầm này kìa. Phế hoàn toàn cái ngọn cũ này. Đẩy ở đây này. Còn cái này hình như không có, cái này trước có nhưng mà hình như tự người bị trước người đấy bị cắt thì phải. Có thể mấy lần nó để. Nó sát thân quá chả để. Chả sao. À, cái dế này nó ép cũng nhanh thật mẹ. Mới được. Nó nuôi ngày phóng ra này. Nó phải cao lên, nó phải thằng này là kết thúc. Nó phải chạy cao lên tí nữa. Cái bông này nó chạy cao lên này. Thằng này kết thúc. Thằng này ra đây. Thằng này là kết thúc không cho ra. Về khung này là ok rồi, cái này cũng đẹp rồi, cái này ngọn cũng ngon rồi. Đâu mang đi. Đấy, ok.